Lực lượng nhí, tập phim Lực lượng nhí đen 1. Suzy, mẹ nói là không. Con dừng lại đi. Sao cũng được hết, nhưng con ghét mẹ. Mẹ xấu tính quá đi, không chịu hiểu gì chút nào. Suzy, sao vậy? Có chuyện gì hả? Có vẻ như chị vừa mới cãi nhau với mẹ xong hả? Chị thích cái điện thoại thông minh đời mới nhất á, nên năn nỉ mẹ mua cho chị một cái. Nhưng mà mẹ kêu chị học hành chăm chỉ, học sinh mà còn điện thoại làm cái gì, còn nói là sẽ không mua. Hay, nhưng điện thoại thông minh mới nhất sẽ rất là đắt tiền. Nhưng bạn bè chị đứa nào cũng có hết á, chị là người duy nhất xài điện thoại cũ nè. Mẹ thực sự không hiểu chị gì hết. Chắc chị buồn lắm có đúng không? Mẹ chị dư sức mua cho chị một cái mà. Không phải vậy đâu. Học sinh cần điện thoại thông minh mới nhất để làm gì chứ? Học sinh thì phải lo chuyện học hành, họ chỉ cần lo học thôi. Đúng, học hành là đủ rồi. Em thì hiểu cái gì? Lẹ con, con biết em đang nói cái gì không? Chị đã bù gì mẹ chị rồi, bây giờ tới lượt em hả? Mẹ chị nói đó, chị đâu cần điện thoại. Em định chống đối chuyện như vậy sao? Bởi vì chị không chịu học hành mà. Đặt vũ rây lực lượng nhí đen. Ta nghe nói là ngươi rời khỏi lực lượng nhí, nhưng mà tại sao ngươi lại tới đây? Bây giờ tôi ghét lực lượng nhí rồi. Ông có thể làm tôi mạnh hơn bằng sức mạnh của bóng tối được không? Hả? Không phải ngươi noi gương theo bà của ngươi, thiên tài, tiến sĩ tao của lực lượng nhí sao? Bây giờ ngươi muốn phản bội lực lượng nhí thật sao? Không... Cậu chính là Bon. Theo mệnh lệnh của tiến sĩ Tao, tôi sẽ loại bỏ cậu. Hả? Đừng bao giờ nhắc tới cái tên tiến sĩ Tao trước mặt tôi nữa. Chuyện này thú vị rồi đây. Nếu người muốn đấu lại lực lượng nhí, đương nhiên ta sẽ cho người sức mạnh đó. Sao của em lại như vậy chứ? Chị thật sự có tài nấu ăn đó chứ, phải không? Các em ăn ngon miệng nha. Nè Max. Gì vậy? Cậu có thể nói với đầu bếp giùm, chị ấy không nên phân biệt đối xử với mọi người về chuyện ăn uống như vậy chứ. Nhưng em Max, em nói với con sóc có bộ óc nhỏ là nên biết ơn gì vẫn còn có cái để mà ăn đó. Em không ăn nữa. Được. Nếu em không muốn ăn nữa thì nhìn đi. Dù mình có đói bụng thì vẫn phải đi thôi. Các cậu, mình đi. Hey.
Chúng ta có trường hợp khẩn cấp đây. Trước tiên xem đoạn video này đi. Đặc vụ đó là ai vậy? Đặc vụ Ray, lực lượng dây đen. Tôi chắc chắn các cậu đã từng nghe cái tên này. Một đặc vụ ưu tú chỉ thực hiện các nhiệm vụ bí mật nhất mà thôi. Các đặc vụ lực lượng nhí đều biết. Cũng vì một chuyện hiểu lầm nhỏ nên Ray đã rời khỏi lực lượng nhí. Mà hơn nữa, bây giờ cậu ấy đã về phe của Baskan. Gì? Về phe của hắn ta sao? Đồ phản bội! Và đây là lực lượng người mái của Ray. Bình thường nhìn nó giống con người, nhưng có thể biến dạng đại bàng cho sói, cá mập hay dơi. Đây là lực lượng người mái tân tiến nhất. Rồi, nói tóm lại là một đối thủ cực kỳ mạnh. Đúng, đó không phải là đối thủ dễ dàng. Tuy nhiên, cũng phải ngăn chặn cậu ấy bằng mọi giá. Hành động và ngăn cản Ray lại, nhanh lên. Dạ, chỉ huy. Lực lượng nhí, biến hình. Biến hình. Ray, sao anh lại làm việc với Baskan? Đặc vụ bí mật lực lượng nhí sao lại đe dọa con người chứ? Ta không còn là đặc vụ lực lượng nhí nữa. Cái gì hả? Ngươi là đồ phản bội. Max, bây giờ ông đang tạo ra âm mưu gì nữa vậy hả Baskan? Âm mưu hả? Xin lỗi vì phải nghe điều này. Ta chỉ cho một người bạn ghét lực lượng nhí mượn sức mạnh của ta mà thôi. Ta sẽ tiêu diệt các ngươi cùng với cả trụ sở của lực lượng nhí. Ray, cho chúng thấy ngươi có gì đi. Các ngươi nên coi chừng ta đi. Lực lượng súng, biến hình. Lực lượng vũ khí, sẵn sàng. Lực lượng kiếm, biến hình. Lực lượng cung, biến hình. Lucy, cậu còn sao chứ? Mọi người cùng dốc hết sức lực luôn đi. Lực lượng cung, biến hình. Biến hình. Lực lượng tấn công, sẵn sàng. Sẵn sàng. Lực lượng tấn công. Bắn. Mỹ tịch nhóc các ngươi. Ray, tôi không biết tại sao nhưng chúng ta là lực lượng nhí. Anh không thể đứng về phe cái ác được. Tình huống, ngươi đừng giả vờ là ngươi không biết nữa. Cẩn thận đó, Bốt. Cậu không sao chứ? Cậu không sao chứ? Chạy được không? Sao Von bị thương nặng như vậy chứ? Nè mấy đứa, không chịu nói gì với chị hết luôn hả? Xin lỗi Suzy, không thể nói cho chị biết được đâu. Dạ, ưu tiên hàng đầu của tụi em là giúp cậu ấy khỏe lại.
Học sinh thì cần điện thoại thông minh mới nhất để làm gì chứ? Em thì thích cái gì đó. Con, chị xin lỗi, chị sai rồi. Em nói hoàn toàn đúng, nhưng mà chị lại giận em. Chị sẽ không bao giờ giận em nữa đâu. Chị sẽ làm những món mà em yêu thích. Nên em cố gắng đứng dậy đi. Khoan, tay của Vốt vừa cử động kìa. Thật vậy hả? Vốt, cậu tỉnh rồi hả? Vốt, là mình đây, cậu nghe thấy không? Em đã tỉnh lại rồi. Mình biết cậu ấy sẽ tỉnh dậy mà. Các cậu là ai vậy hả?